Đông hả? Củ bánh tráng. Anh cho vô luộc luôn đi. Có ai mà tự nhiên lấy cái cục thịt đông đem bỏ vô nước luộc liền bây giờ không? Có không? Ăn gấp. Ăn gấp vậy hồi cái thịt nó bụng rủng y như là nó mềm y như ông hầm vậy rồi ăn được không? Bây giờ mình rã đông đi. Bây giờ tôi cho một cái phương pháp gọi là nhanh gọn nhất nè. Trong vòng là bao nhiêu để mình ăn nè. Theo ông rã đông là cách nào gọi là nhanh nhất và kiểu là gọi là để cho nó không bị bụng thịt. Tầm 15 phút được không? Thì có đó là được rồi chứ ai mà rã okay. đông nhanh thì được. Được. Có một cách khác cho anh à. Sao? Muốn rã đông nhanh á, có một cách rất đơn giản mà nhà nào cũng có đó, không cần phải đâu xa. À. Đó chính là nồi inox. Nồi inox nó giúp mọi người rã đông rất là nhanh luôn. Nồi inox là sao? Là anh kiếm cho em một cái nồi inox, hai cái nồi inox hoặc là một cái thứ gì inox cũng được. Inox đúng không? Ừ. Đúng rồi, một cái nồi inox. Ốp xuống rồi ok. Anh cho. Sao lại chặt ra? Thì để coi thử so sánh chứ. À rồi 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 anh chặt ra đi. Đúng rồi. Rồi ok, anh muốn ăn ông cục nào? Hút củi. Ok. Hai người lận đó. Thì bây giờ tôi một cái cục bự này này với lại một cái cục này thì cục này ăn lắc hai tôi ăn. Em tự ăn mình cục này thôi. Giờ không nữa tôi dậy cho nó đồng nè. Chặt y như là đá cây ấy. Đồng rồi biết vậy khỏi nói cho rồi ok vậy là ông cục tôi cục á à, không được vậy là không đây. Có ai hơn thua nha đúng rồi bây giờ anh để một cái truyền thống đúng không để à. Đó một cái anh để lên một cái đồi nóc tự nhiên để lên đồi nóc chứ không anh cứ để lên nồi nóc rồi để lên bên sau là hai cái là inox là ok rồi một cái nồi inox thứ hai tiếp theo á là anh thấy thêm một cái nồi inox nữa anh để lên đây nếu anh muốn nhanh á thì anh nên cho một miếng nước vô là bao nhanh luôn thiệt đó tan rồi đó nó tan liền cái ta inox là nó dành cho là xả đông rất là nhanh à. Thì cái này anh để ngoài thì anh cứ để ngoài đi à, dùng ở ngoài đi anh thiết kế sao thiết kế sao chứ cái cục này nó nhỏ mà lại nó ấy mình để nó nghiêng ngã sao anh giữ anh em được nè ủa gì anh mà sẽ để tan liền đúng không để lên cái nó tan liền ra à cũng được không sao đó bây sao hai mặt tiếp xúc nhau được rồi nó chạy giờ á có nước là dạng hấp thụ nhiệt mà à ok à, cái này đó tí nữa anh coi ok tôi nóng ruột quá không bây giờ bỏ vô lục đại đi ăn cho đỡ đói đi chứ sau 5 phút nữa cũng ngắt nó hơi nhúng nhẹ nè ông thằng ừ. Này chọi bể đầu có luôn á ra nước rồi nè hình như ông ép ra nước sao chứ không phải dẫn nhiệt trời nó lạnh luôn trên đây luôn nè muốn lạnh luôn ta ghê vậy thành nước nó sôi tâm lên luôn nè ê cái cục này mình ăn được rồi ừ, mềm mà đó nè anh cầm hai cái anh bóc hai bên người coi nè ê mềm rồi cái cục này do nó bị ấy lệch ừ. Qua bên nè này mềm rồi cục này có mềm không mềm cái khô cứ ngắt mà không mềm thằng cứ ngắt đó ê sao kỳ vậy tại vì nồi inox này nó dẫn nhiệt thì nó hấp thụ nhiệt, nó hút nhiệt qua. Anh cứ ngắt hả? Ừ. Nước nó hấp thụ nhiệt là anh biết là nó xui tâm lên rồi nè. Đù. À vậy tôi bỏ vô lục đại luôn đi. Ok. À, ăn đại. Đó ok sẽ mọi người nha. Đây là cái mèo để cho mọi người đã đông nhanh thì đơn giản thôi. Đó là mọi người để trên cái đồ nồi inox á, tự nhiên nó sẽ đã đông nhanh thôi. Cái cục này cứ ngắt, cái cục này cứ ngắt là cục này nó mềm nhũn luôn nè. Đây. Ừ. Thấy không? Thấy không? Thấy. Đúng là tuyệt vời luôn á. Ok. Ok được á. Cho đăng ký bật chuông nha.